Cô xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Trong clip ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em giải các bài tập về tập hợp. Cô nhắc lại về cách viết một tập hợp. Người ta đặt tên tập hợp bằng các chữ cái in hoa. Các phần tử được viết trong dấu ngoặc nhọn và ngăn cách bởi dấu chấm phẩy với phần tử là số và thường là với dấu phẩy nếu các phần tử là chữ cái. Mỗi phần tử chỉ được liệt kê một lần và thứ tự liệt kê tùy ý. Bài 1. Câu a. Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 4 và không vượt quá 7 bằng hai cách. Các em hãy nhớ lại có hai cách để viết một tập hợp, đó là cách nào? Các em. Cách thứ nhất đó là liệt kê tất cả các phần tử của tập hợp Cách thứ hai là chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó. Chúng ta cùng trình bày bài 1A. Cách thứ nhất đó là cách liệt kê tất cả các phần tử của tập hợp. Câu viết tắt đó là liệt kê. Đầu tiên các em viết tập hợp A bằng chữ cái in hoa. A bằng sau đó các em ghi dấu ngoặc nhọn các số tự nhiên lớn hơn 4. Lớn hơn 4 là tính từ số nào các em? Tính từ số 5 và không vượt quá 7 thì chúng ta có tính số 7 không? Không vượt quá 7 thì chúng ta tính cả số 7. Vậy các em ghi A bằng 5, 6, 7. Các phần tử được viết trong dấu ngoặc nhọn và cách nhau bởi dấu chấm phẩy. Cách thứ hai đó là cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho mỗi phần tử của tập hợp đó. Các em ghi A bằng dấu ngoặc nhọn thứ nhất. Chúng ta coi các số 5, 6, 7 như là các số x. Thì các số x này phải là thuộc tập hợp các số tự nhiên. Các em ghi là x thuộc n. Sao cho Tính chất của x đó là không vượt quá 7, có nghĩa là nhỏ hơn hoặc bằng 7 và lớn hơn 4. Kem ghi 4 nhỏ hơn x nhỏ hơn hoặc bằng 7 và dấu ngoặc nhọn thứ hai. Rất là dễ hiểu phải không các em? Đây là cách thứ hai chỉ ra tính chất đặc trưng cho mỗi phần tử của tập hợp đó. Các em làm câu B. Viết tập hợp các số tự nhiên khác không và không vượt quá 12 bằng hai cách. Lưu ý đó là các số tự nhiên phải khác không và không vượt quá 12. Cách thứ nhất, chúng ta gọi đây là tập hợp B thì các em ghi là B bằng dấu ngoặc nhọn. Các số tự nhiên khác không thì tính từ số nào? Các em tính từ số 1 không vượt quá 12 thì chúng ta tính cả số 12.

Bởi vì không vượt quá 12 13 là quá 12 rồi Đúng không Vậy không vượt quá 12 thì chúng ta tính luôn cả số 12 Nhiều bạn chỉ tính đến số 11 cũng sai Các em lưu ý điều này để tránh nhầm lẫn Cách viết thứ hai Các em ghi B bằng dấu ngoặc nhọn Chúng ta coi những số này là những số x. X này phải thuộc tập hợp các số tự nhiên khác không tập hợp các số tự nhiên khác không đó là tập hợp nào các em đó chính là tập hợp n sao sao cho các em sẽ những số x này không vượt quá 12 có nghĩa là nhỏ hơn hoặc bằng 12 các em ghi x nhỏ hơn hoặc bằng 12 các em ghi dấu ngoặc nhọn thứ hai Câu C. Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 11 và không vượt quá 20 bằng hai cách. Các em lưu ý, lớn hơn hoặc bằng 11 thì chúng ta tính những số lớn hơn 11 và chúng ta tính cả số 11. Không vượt quá 20 thì các số đó là nhỏ hơn hoặc bằng 20. Chúng ta cùng nhau làm câu C. M bằng dấu ngoặc nhọn lớn hơn hoặc bằng 11, do đó các em viết 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 không vượt quá 20 cho đó chúng ta tính cả số 20 các số cách nhau bởi dấu chấm phẩy cách thứ hai kem ghi m bằng những số này chúng ta coi như là số x và x phải thuộc tập hợp các số tự nhiên kem ghi là x thuộc n sao cho x lớn hơn hoặc bằng 11 và nhỏ hơn hoặc bằng 20. Các em làm câu D, viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn 9, nhỏ hơn hoặc bằng 15 bằng hai cách. Các em lưu ý lớn hơn 9, chúng ta tính từ số 10. Nhỏ hơn hoặc bằng 15 thì chúng ta tính cả số 15. Các em làm cách thứ nhất. M bằng Dấu ngoặc nhọn thứ nhất Lớn hơn 9 thì các em tính từ số 10 11 12 13 14 15 Các em viết dấu ngoặc nhọn thứ hai Các số cách nhau bởi dấu chấm phẩy Cách thứ hai các em ghi M bằng Những số này thì các em đặt là số x thuộc tập hợp các số tự nhiên sao cho x lớn hơn 9 và nhỏ hơn hoặc bằng 15. Các em viết dấu ngoặc nhọn thứ hai. Câu E viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 30 bằng hai cách. Cách thứ nhất các em ghi A bằng dấu ngoặc nhọn thứ nhất các số tự nhiên không vượt quá 30. Các số tự nhiên thì tính từ số nào các em? Tính từ số 0. Các em ghi 0.1.2.3.4. vân vân cho đến 28, 29 và 30. Không vượt quá 30 thì chúng ta tính cả số 30. Các em lưu ý là tập hợp này rất là nhiều phần tử chúng ta không thể liệt kê hết được. Nên các em dùng dấu ba chấm. Các em trình bày cách thứ hai. A bằng dấu ngoặc nhọn. Những số này thì người ta gọi là những số x thuộc tập hợp các số tự nhiên sao cho x không vượt quá 30 có nghĩa là x nhỏ hơn hoặc bằng 30. Các em ghi dấu ngoặc nhọn thứ hai. Câu F, viết tập hợp B các số tự nhiên lớn hơn 5 bằng hai cách. Các em lưu ý các số tự nhiên này phải lớn hơn 5. Lớn hơn 5 thì tính từ số nào các em? Lớn hơn 5 thì chúng ta tính từ số 6. Các em ghi B bằng dấu ngoặc nhọn thứ nhất. 6, 7, 8, 9 chấm phẩy chấm ba chấm các em ghi dấu ngoặc nhọn thứ hai ghi như vậy chúng ta hiểu rằng phía sau số 9 còn rất là nhiều số các em trình bày cách thứ hai b bằng dấu ngoặc nhọn thứ nhất x thuộc tập hợp các số tự nhiên sao cho x lớn hơn 5 rất là đơn giản phải không các em? Câu G Viết tập hợp C các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 18 và không vượt quá 100 bằng hai cách. Các em lưu ý, các số tự nhiên này phải lớn hơn hoặc bằng 18. Vậy là chúng ta tính từ số 18 và không vượt quá 100 Vậy chúng ta tính cả số 100. Các em trình bày câu G. Tập hợp C do đó các em ghi C bằng dấu ngoặc nhọn thứ nhất. Lớn hơn hoặc bằng 18, các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 18 thì chúng ta ghi cả số 18. 18, 19, 20 chấm 3 chấm không vượt quá 100. Do đó, các em tính cả số 100. Các em ghi 98 99 100 Các số được ngăn cách nhau bởi dấu chấm phẩy. Cách viết thứ hai, các em ghi C bằng dấu ngoặc nhọn thứ nhất. Những số này đó là những số x thuộc tập hợp các số tự nhiên sao cho x lớn hơn hoặc bằng 18 và không vượt quá 100 có nghĩa là nhỏ hơn hoặc bằng 100 Vậy là cô đã hướng dẫn các em giải xong bài 1 về tập hợp. Các em đón xem video cô hướng dẫn giải các bài toán khác về tập hợp ở video tiếp theo. Chào tạm biệt tất cả các em. Chúc các em đạt kết quả cao trong học tập. <laughs> 난 아무 말도 할 수가 없었지. 정말...